Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì chắc các bạn cũng đừng có lạ quá khi mà hôm nay Tân bận đồ hơi chỉnh tề, tại vì Tân mới đi họp về á, cho nên á là có chút xíu hơi lịch sự, không giống như mọi ngày. Thì hôm nay Tân xin phép kể một câu chuyện. Câu chuyện này á là do Tân sưu tầm trong một lần Tân nói chuyện với một số chú là trong hội cựu chiến binh của Việt Nam mình. Thì vào thời câu chuyện này á, nó rơi vào thời điểm là vừa giải phóng vào. Thì lúc bấy giờ các bạn biết rồi á, khi giải phóng vào thì lực lượng quân đội của Việt Nam mình á đã chi phối ra để mà quản lý cũng như là bắt đầu giữ an ninh trật tự cho tất cả các vùng miền được chiếm đóng, để cho người dân được bình an ngay lập tức. Thì vào thời điểm đó ở tỉnh Lâm Đồng thì các chú này là một trong những người bộ đội được gọi là, như là mình gọi thời điểm đó có thể gọi là canh giữ ở khu vực đó để mà giữ trị an của người dân cũng như là thực hiện nhiệm vụ công tác của mình ở đó. Thì các bạn cũng biết rồi á, một cái quốc gia khi mà được thành lập á, nó có rất nhiều những cái tệ nạn xảy ra, dù cho có chiến tranh hay không chiến tranh á, thì cũng sẽ có người xấu và người tốt. Cho nên trong thời điểm đó, lợi dụng vào cái thời lúc mà vừa giải phóng thì cũng rất là nhiều thành phần tử xấu, những phần tử được gọi là giống như là trộm cướp hay là những người mà gây hại cho xã hội thì họ vẫn tồn tại. Và đây là cơ hội để mà họ thực hiện những cái việc gọi là vơ vét những cái chuyện không đúng. Thì các chú trong cựu chiến binh là những người đi bắt họ cũng như là giữ gìn cái trị an ở tỉnh Lâm Đồng. Thì vào thời điểm đó ở tỉnh Lâm Đồng á, xuất hiện một cái vụ án. Mà vụ án này á, là một người dân tộc. Và cái người này là thường xuyên ở trong rừng, chứ không phải là ở trong cái buôn làng hay là bất cứ gì hết. Người này là ở trong rừng, xây một cái nhà nhỏ trong rừng. Mà cái nhà của người này xây rất là kỳ, họ xây bằng gỗ. Nhưng mà cái mùi nó bốc ra là người đã chết ở trong nhà rồi, mà mùi bốc ra rất là hôi. Thì khi mà các chú tới á, để mà mở cửa hay là đột nhập vào á, để mà coi hiện trường vụ án á, thì hoàn toàn là không được. Gọi cho bất cứ người dân địa phương nào á, để hỏi á, là làm sao để mở được cái cửa nhà này á, thì á, những người đó họ nói á, không có cách nào mở hết. Tại cái người chủ nhà này á, là bị cái gì đó cho nên là họ xây cái căn nhà của họ rất là kỳ, nó bít bùng mà nó cao lắm, là không thể nào mà mở vô được. Chỉ có thể là đập bể một cái phần nào đó để chui vô thôi, hoặc là cho nổ một phần bơm nhẹ để nó banh ra nổ vô. Nhưng nếu như mà làm như vậy á, thì mọi chứng cứ ở bên trong cái căn nhà sẽ hoàn toàn không lấy được. Tại vì á, khi mà đập vô vậy á, các miếng gỗ hay là tất cả những cái gì mà liên quan căn nhà nó rớt vô cái hiện trường vụ án á, thì sẽ không thu thập được những bằng chứng thời điểm đó. Phải nói á, là để thu thập bằng chứng là vô cùng khó khăn. Thì các chú được lệnh là chưa được mở vô được, mà phải đợi người cấp trên xuống để mà đưa ra cái chỉ thị. Thì cái phương châm thời điểm đó là những người giải phóng quân của mình là rất là giống như là phải tiếp cận với đồng bào người dân tộc để mà họ có cái sự trao đổi qua lại về cái tôn giáo như văn hóa ở trong miền Nam này. Thì khi mà trao đổi qua lại như vậy á, thì họ mới hiểu là cái ông này á, ông bị giết. Nhưng mà cái người giết ổng á, cái người mà giết ổng á, giết trong cái ông mà trong căn nhà này á, là biết bồ phép, biết bùa phép. Thì cái bùa đó á, mà tìm hiểu ra mà gọi á, đó là một loại bùa của người Hoa. Thì á, Tân có nghiên cứu về loại bùa này, thì Tân cho các bạn hiểu là cái tên loại bùa này á, là vô thủy khai tỏa phù. Vô thủy khai tỏa phù là một bùa của người Hoa. Cái bùa này á, nó rất là đặc biệt. Cái cách làm bùa á, thì theo tên chữ Hán á, là đọc toàn bộ cái câu thơ của chữ Hán á, là đó: thủ trác mộc điêu, chỉ huyết hòa chu sa, thư phù ư tỏa môn thượng, kỳ tỏa tức thị khai hỷ. Tức có nghĩa đó là lấy máu của con chim ngõ kiến hòa với chu sa rồi vẽ bùa.
thì ngay lập tức á, là sẽ có cách mở cửa này ra. Thì á, các người giải phóng quân cũng như những người bộ đội, những chú thời điểm đó là họ không có tin. Nhưng mà vì á, đây cũng là một trong những vụ án liên quan đến đồng bào người dân tộc, cho nên họ phải cẩn trọng và họ phải tôn trọng cái sự giải quyết của người đồng bào ở đây, chứ không thể nào mà họ sử dụng biện pháp mạnh, tại vì làm như vậy sẽ mất lòng tin của người dân cũng như là người đồng bào dân tộc. Cho nên á, là họ mời một người được gọi là phù thủy của người đồng bào dân tộc đó xuống để mà làm cái lá bùa này. Thì cái người đó bắt một con chim gõ kiến hòa với chu sa, rồi sau đó đó là họ mới viết một cái gì đó ở dưới đất, rồi sau đó tự động luôn, tự động các chú đi một vòng quanh căn nhà thì thấy trong căn nhà có một khe nứt thì đẩy ra, đó là cửa. Khi vô trong thì ông này đã bị giết chết rồi các bạn. Tất nhiên là không tìm ra được hung thủ thời điểm đó, vì tại vụ án là sẽ xảy ra rất là lâu rồi. Cái ông này bị giết á, ít nhất phải 7 ngày rồi và không ai tìm ra. Nhưng qua các vụ án này á, các chú hiểu ra được trên đời này có một loại bùa, một loại bùa rất là lạ, đó được gọi là vô thủy khai hỏa phù. Thì Tân mới tìm hiểu, sau khi nghe câu chuyện này Tân tìm hiểu và Tân rụt lọ những cái tư liệu cổ, những cái tư liệu ở trong những cái tàng thư mà Tân biết, thì Tân biết cái bùa này là được người Hoa làm ra. Người Hoa họ quan sát cái con chim gõ kiến á. Chim gõ kiến là một loại chim rất là đặc biệt. Khi mà nó làm tổ á, nó sẽ chọn những cái cây được gọi là rỗng ruột ở bên trong. Nó mới dùng cái mỏ rất là cứng, cái mỏ rất là ngắn, những cái lưỡi rất là dài, mà trên lưỡi của nó đó là nó le ra có thể tới 15 và có thể chứa được 150 con kiến. Mà trên lưỡi nó có chất nhầy, khi mà nó le ra là kiến nào cũng phải dính vô trong đó hết. Mà cái mỏ rất là cứng, nó đi đục những cái gỗ đó. Nhưng sau khi nó đục được cái gỗ đó rồi á, nó chui vô trong, nó làm tổ rồi á, thì khi nó bay ra ngoài á, khi nó bay ra ngoài tổ á, thì nó sẽ tự động nó quay lại. À, nó nhét những cái miếng gỗ đầy ở trong cái cây đó và nó đục cho phẳng lại, để không ai nhìn thấy được cái tổ, mà cũng không có con chim nào hay một con ác thú nào có thể chui vào tổ của nó được. Và khi nó bay về tổ của nó, khi nó bay về tổ của nó lại sau một ngày kiếm ăn á, thì nó không có bay lên cái cánh cửa đó liền, mà nó sẽ bay xuống đất. Rồi sau đó nó đưa cái cổ tới, đưa cổ lui, đưa qua đưa lại, và sau đó nó viết một cái gì đó ở trên đất. Rồi á, nó phải cánh thật là mạnh để cho cái chữ trên cát đó biến mất. Thì sau đó cái cánh cửa nó sẽ tự động mở ra. Mà cái câu chuyện này không phải là hư cấu, mà là có thật trong lịch sử luôn, mà trong khoa học cũng có. Những ai nghiên cứu về động vật chim gõ kiến á, họ sẽ đều hiểu câu chuyện này là có thật. Con chim gõ kiến khi nó về nó sẽ làm như vậy. Và khi con chim cái hay là con chim con ra đời á, thì cái con chim đực về nó cũng làm động tác đó để nó vào, chứ nó không có kêu con chim cái hay là bất cứ gì để mở. Không ai hiểu được cái nguyên tắc mở cửa của con chim gõ kiến. Từ đó người Hoa người ta mới hiểu. Thì những ông thầy bùa của người Hoa á, ổng quan sát và ổng đã cố tình đợi cái con chim nó vừa vẽ xong, nó chưa kịp đập cánh á, là ổng giết. Để ổng tới ổng nhìn coi nó viết cái chữ gì, và họ đã sao chép lại và họ nghiên cứu ra cái loại bùa này là vô thủy khai quả phù, là bùa chim gõ kiến. Cái loại bùa này á, nó sử dụng cho mục đích tốt và cũng sử dụng cho mục đích xấu. Mục đích tốt á, là khi người ta ra khỏi nhà thì người ta sẽ sử dụng loại bùa này để mà người ta không cho người khác mở cửa vô nhà của người ta ngoài cái người thầy đó biết, để mà làm bùa đi vô nhà lại. Mục đích xấu á, rất nhiều người ăn trộm cướp về đêm, họ hiểu về loại bùa này thì họ lấy máu của con chim gõ kiến, họ hòa với chu sa, rồi sau đó họ mới viết cái tên bùa này ở trước cửa nhà bất cứ người nào, thì nó sẽ thành loại bùa mở được khóa cửa để mà đi vào ăn cắp. Cho nên á, cái người hung thủ trong câu chuyện này á, đã dùng cái loại bùa này để mà giết ông này, rồi sau đó dùng cái cách bùa này để mà khóa cửa, tìm để cho mọi người không thể tìm cách đi vào bên trong. Nếu như mà phá cửa hoặc là cho nổ thì sẽ mất hoàn toàn dấu vết. Và mà những người pháp sư như vậy á, rất là ghê gớm. Mà ông này không hiểu lý do tại sao đụng chạm như thế nào mà đụng phải một người thầy bùa ghê gớm như vậy, phải giết ở trong nhà mà còn dùng phép để không cho người ta vào nhà được. Mà từ cái câu chuyện của các chú á,
thì Tân mới nghiên cứu ra được một loại bùa là vô thủy khai hỏa phù. Tân dùng cái từ hồi sáng trên poster là để cho các bạn biết thôi, nhưng cái tinh túy của câu chuyện này á, là các bạn biết thêm một loại bùa rất đặc biệt được làm bằng máu của chim gõ kiến hòa với chu sa, mà người Hoa họ quá là hay, họ đã sử dụng điều đó để mà che cửa cũng như mở cửa. Đó là lý do tại sao có rất nhiều những căn nhà của người Hoa mà bạn đi vào được mà không đi ra được, hoặc là bạn không có cách nào để bạn vào trong nhà được nếu như người chủ không về mở cửa. Bạn thấy căn nhà rất là bình thường nhưng không hiểu tại sao bạn đến đó không có cách nào bạn đi vô được. Đó là họ sử dụng cái loại bùa là vô thủy khai hỏa phù. Nếu các bạn thấy câu chuyện hôm nay ý nghĩa và hay thì hãy subscribe, chia sẻ câu chuyện này thật mạnh mẽ để cộng đồng tâm linh của Tân biết thêm một loại bùa mới nữa được làm bằng chim gõ kiến. Một loại bùa thật là tinh túy và có thật trong sách sử, cũng như là cách chế bùa và theo cái đời sống của con chim gõ kiến ngày xưa mà người Hoa họ nhìn ra, họ tạo ra loại bùa đó. Đúng là trong nhân gian có quá nhiều những câu chuyện tâm linh kỳ bí mà mình khó biết được. Hai các bạn ha, hãy ủng hộ Tân và ngày mai sẽ là một câu chuyện bùa mới nữa mà rất là kỳ bí khác để dành cho các bạn, cho những ai đam mê tâm linh mà thích bùa ngải có thể hiểu được trên đời này có bao nhiêu sự tinh túy về tâm linh. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn vào 5 giờ chiều ngày mai nha.